Vâng, xin chào các bạn và rất vui được gặp lại các bạn ở kênh học về laptop các bạn à, và đây dưới tay mình là chiếc điện thoại iPhone 12 các bạn ha. Và tình trạng của máy là đang bị là khắp đã bị rớt các bạn à, trước là bị bể cái kính lưng các bạn ha, và tiếp theo là bị lỗi màn hình luôn các bạn thấy không, đây bị bể hết nè. Và đây là mình sẽ thay vào đó là một chiếc màn hình mới các bạn. Đây đây là chiếc màn hình mới các bạn ha, và đây là màn GX các bạn. Và tiếp theo thì việc thay lưng này hầu như nó cũng đơn giản các bạn ha, chỉ việc là chúng ta khéo tay xíu thôi. Đây là mình sẽ không cần phải tách ra tại vì màng đã lỗi sẵn rồi nên quá trình mình tách cũng hạn chế không sao. Và giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ khò để mình lấy cái lưng ra các bạn ha. Đây chúng ta sẽ khò với nhiệt là vừa đủ thôi, đừng có cao quá các bạn ha. Và bên mình là chuyên về thay thế và cũng như là sửa chữa tất cả các dòng linh kiện và cũng như điện thoại và laptop các bạn. Và mọi thông tin thắc mắc các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số là 0922 422 và 422 ha. Và địa chỉ cửa hàng bên mình đó là 19 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Gò Vấp các bạn. Đây mình chỉ việc là mình lấy điều tay các bạn ha, không cần thiết là phải nóng quá. Và không cần thiết là mình phải để một chỗ bạn ha, vì để một chỗ nó sẽ nóng á, nó sẽ chạm dễ lấy men, chạm men ở dưới bạn. Đây mình chỉ việc là mình khò nhiệt đều đó các bạn ha. Đây bạn ha, sau khi mình đã lấy ra hết rồi bạn, giờ là mình sẽ tiến hành là mình sẽ dọn cái keo cũ ra bạn ha, để tí nữa là mình sẽ gắn vào cái lưng mới đó bạn.
Và sau khi mình đã vệ sinh keo vào các bạn ha, giờ mình sẽ tiến hành là mình tí nữa là mình sẽ lắp vào đây, đây cái lưng các bạn ha. Giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ thay màn hình, rồi đó là chúng ta sẽ ráp màn và chúng ta sẽ dán cái lưng vô luôn các bạn. Đây mình sẽ tháo hai ốc đít các bạn ha, đây hai ốc đít dưới này, và lúc đó là chúng ta sẽ tiến hành là mình sẽ lấy màn ra thôi. Đây bạn ha, và đây là cái màn cũ. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ lắp cái màn mới vào. Đây giờ mình sẽ tiến hành là mình mở nguồn lên các bạn ha. Đây và để cho nó vô màn hình chính, và lúc đó là chúng ta sẽ thời gian chúng ta sẽ ráp màn hình vào, ráp cái lưng vào các bạn.
mật khẩu là số mấy em? 2502 đúng không? Ở đây bạn ha, và cái video thay màn hình và cũng như là thay lưng của iPhone 12 của mình chắc cũng xin kết thúc tại đây bạn. Và mọi thông tin thắc mắc các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số là 0922 422 và 422, và địa chỉ cửa hàng bên mình đó là 109 Nguyễn Đức Sơn, phường 4, Gò Vấp bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo ạ.